ba. Con thì còn nhiều chút nữa rồi. Ba rồi.
Em phụ trách mảng marketing ở bên đấy, tí nữa anh có thể cho em cái file dữ liệu trận đấu này không? Dạ. Anh quay xong về bây giờ còn chưa kịp thời gian cơ, bởi vì là chiều ấy đấu rất căng. Hết trận này em có thể tranh thủ em mang máy tính rồi. Anh không được, bởi vì là đây là file của bọn anh về, bọn anh còn chưa xử lý gì tất cả. Không, em chỉ cần file gốc thôi mà. Nhưng mà em ở bên nào? Doanh nhân Việt, đội trắng này này. Không được, cái này em phải liên hệ với cả bên tổ chức, bởi vì đây nó thuộc về bản quyền hình ảnh, em hiểu không? À vâng. Ui, căng rồi, căng rồi. Hồi nữa là nó nổ đấy. Anh ơi, anh đứng néo ở cái ống kính nha. Thank you.
dự án bị hợp đồng và trưởng ban giải. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Mạnh, quản lý viên mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng, trưởng ban tổ chức giải. Về phía đơn vị đồng hành, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Vũ Thị Thu đến từ chương trình tình nguyện Hà Nội và một người hết sức đặc biệt đã bắt một máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh và đến kia ở đây thì đẹp quá, đỡ phải bắt em đứng. Và có bạn đứng xem thử. Nói như thế này không phải trong kia. Thảo lấy! 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 Th
Chú chạy ít thôi. Mày không rồi. Mày không rồi ai? Mày không rồi. Ba không rồi không? Tí mày sẽ đá cho anh cái. Đang thua 10 không rồi. Anh đi thôi. Kìa anh ơi. Em ơi. Ôi trời ơi. Cái thằng là sao nhỉ? Anh ngủ rồi. Sao đây mày ơi? Anh hưng mày rồi. Ở ngoài đây. Như vậy sao vậy? Linh nhấn vào đi, nhấn đây. Đây 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 đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Nước mình đâu em ơi? Em ơi. Đã, đã mình đâu à? Ờ, được không kia rồi. Vâng, và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời anh Khương Đăng Minh lên để đăng giải cho những sinh nhật nhất của giải. Khi bạn ấy bước lên giải thì tôi cũng nào bước lại rồi. Thì bây giờ là khoảng cách của tôi với cái sự an toàn của tất cả các vận động viên nam là rất nhỏ. Mẹ rồi. Xin được cảm ơn anh Vương Nam Minh. Xin được cảm ơn bạn. Anh em. Được đấy. Hay đấy. Anh đá mệt. Hả? Đá mệt. Vừa anh đi quả đẹp đấy. Anh trọng tài ơi, cho em nhờ thì anh trọng tài. Dịch ra, đẩy bóng lên trên, đừng để bóng về quân mình. Anh hơi cứ đứng như phóng ấy. Tôi xin trân trọng kính mời. Còn đứng lại rồi. Mình tin tự tin vào chiến thắng. Chơi. Không mệt rồi. Mày ngồi ô ấy, mày không nhìn. Mày nói ai? Vâng ơi, mời cô em.
Có nghỉ hiệp giữa giờ không nhỉ? Mấy phút em? 20 phút. Nghỉ 20 phút được à? Đang 20 phút nghỉ, chắc thì 5 phút 10 phút. Tưởng nghỉ à? Đá mới 20 phút à? Đá phải 30 phút. Anh Thành chưa? Hát trích à Thành ơi? Chưa. Định hát trích đúng không? Và không điểm thì bị sang. Chúng ta sẽ đến với giải nhì. Giải nhì ở... Quá rồi, chúng ta vào được sang ngang. Ăn góc. Tay luôn, tay luôn. Đội tình nguyện, công nghệ cùng vợ, đều với quà đội. Chúng tôi xin trân trọng kính mời những quý vị mời. Anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là D, cuối là D. Đau mũ này. Số mong manh ấy nhỉ. Quá đây, quá đây.
Mọi người đây, mọi người đây. Đây đây, đây. Bạn ơi, bạn đứng lùi sang ngang với mình một chút rồi. Anh nhúng người lại tí cho em lấy cái cảnh đang đéo em á, tháng 9 con đấy mình vàng rồi. Mẹ thật điên, chị mẹ thế. Chị nhặt bóng cỏ, nhặt bóng ấy nhiều bóng quá rồi đấy. Đảo thế. Đẹp ấy nhờ, pha ấy đẹp ấy. Bắn tiếp không ạ? Đừng vào vậy.
Mạnh ơi. Em ơi, đứng lui lại em nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần đây. Đấy, chọn lại thôi. Anh em lùi lại em nhờ gì anh ơi.